Hello, chào tất cả chị em mình nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu với chị em mình về cái combo nám của công ty Thuần Đổ ha chị em mình ha. Cái combo nám này sẽ gồm một chai serum, một kem chưng nám và một củ kem chống nắng ha chị em mình ha. Và cái serum này á, mình thoa một lớp serum trước, sau đó mình sẽ thoa một lớp kem nám lên. Serum này giúp da của chị em mình mềm mịn và căng bóng, tại vì cái chất kem nám là cái chất kem đặc ha chị em mình ha. Khi mà mình nó thoa lên da thì nó hơi bớt xíu, nên mình xài kèm với serum á thì da của mình nó sẽ mịn và không bị bớt ha chị em mình ha. Cái serum này là 180.000 cho 30 ml, và một củ kem chuyên nám như thế này sẽ giúp da chị em mình đó giảm nám, giảm tàn nhang và dưỡng trắng luôn á chị em mình ha. Một củ như thế này là 180.000 ha chị em mình. Ban ngày mình đi nắng nhiều quá thì mình nên nó sử dụng thêm một lớp Thuần Đổ ha chị em mình ha. Chống nắng này là 200.000 một tiếp. Tiếp này là 70 g, sử dụng được rất là nhiều lần ha chị em mình ha. Ban ngày thì mình sử dụng một lớp kem, sau đó mình sử dụng một lớp kem chống nắng như thế này để bảo vệ da của mình tốt nhất. Cái tiếp kem chống nắng này á, khi mà mình thoa lên da thì mình sẽ nó sẽ thấm vô da của mình, nó không có bị đổ dầu, không bị lộ gân ha chị.